Thì anh em câu nhưng mà câu cá được cá nhỏ quá nên là bây giờ anh em chúng tôi quyết định xuống ao để mà quăng chài các bạn. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Biên Giới. Hôm nay kênh Nhịp Sống Biên Giới của chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người món cá lóc. Đây là đầu bếp Lương Quang Tuyền và bên kia là anh Lương Thanh. Lương Thanh Tuyền, tôi nhầm. Còn trong kia là đang chế biến món gà gì nhỉ? Gà rừng nhỉ? Gà rừng. Cá đôi. Cá đôi. Đấy, đây là anh Sao. Anh Sao anh đang chuẩn bị làm món gà đôi. Đây là anh Lang Rong Ót. Anh là hơi mang gen người Hàn Quốc một tí nên là anh có tên là Lang Rong Ót. Anh ấy đang chuẩn bị thấm cái cá để nó không tức là không còn tiết của cá nữa. Thấm khô đi ấy. Còn đây là đầu bếp chính. Ông Tuyền, Lang Thanh Tuyền. Đói chưa? Chưa. Hả? California's where I'm gonna die. Still picking up the
pieces you left behind. Gonna hang up my coat on the other side. Got something to say, well, you better say it now. I'm gone, long, long gone. California dreaming. Ở trên lán thì anh em đang làm món lắp cá. Còn tôi dẫn một con nít đi tắm một chút ra. Đi đi cẩn thận nhá. Nước có mát không? You filled my head with all dirty lies. Tắm một tí rồi về nhá. You left me for pretty little blonde surprise. You thought you had the upper hand. Now you wonder where the hell I've been. I'm gone, long, long gone. California dreaming, can't get it off my mind. Ever since the day you left me behind. You stole a soul in a Tennessee song. I can't wait till I get back home. Đây là kèm mà ham này, ở trong đây. Kèm mà ham thì đây là kèm mà ham rừng mà ham đúng mà ham rừng đó. Lấy ở trên rừng nhá mọi người nhá. Đây. Đây là cái hạt dối này, hạt dối lấy trên rừng nhỉ. Còn đây là can rượu thuốc ngâm được 6 tháng rồi này. Chúc tất cả nhá. Mọi người dùng cơm với kênh Nhịp Sống Biên Giới của chúng tôi nhá. Quên. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Mời nhá. Đúng ăn uống như thế này đúng bản sắc của người Thái phải không? Đấy em mời đi. Ăn ngay bữa này. Đang nhìn rất nhiều. Quá. Rồi em ăn. Rồi em ăn. Rất thơm. Ẩm bữa miền của mình mà hôm nay. Thịt rất mùi. Đấy, ăn lắp cá là phải ăn như thế này nha mọi người nhá. Thêm rau vào. Đấy, rau này, các loại rau này, đúng hết các loại rau này. Đấy đấy. Đấy mới xuống rồi. Đấy. Chấm đây. Chấm. Ngon. Chép 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 chứ tái là chép là ngon là. Ông này kín sóng là phải phải do mất khao đấy.
bác tiếp phút tay là mặt khao. Uống rượu kiểu này thì lúc nào uống gọi bằng chung. Hôm nay xin phép mấy anh nhá, uống với chủ trang trại một bát rượu. À cũng rất cảm ơn anh em vào thăm trang trại của gia đình. Hôm nay là chương trình nhịp sống biên giới là cũng vào để thăm anh Sao. Thì hôm nào các bác có nhu cầu mà muốn thưởng thức một mâm như thế này thì các bác cứ liên hệ với kênh nhịp sống biên giới. Mình chúng tôi sắp xếp biết, biết thế này. Làm một mâm quấn tầm này, lạng tá này, gà rừng này, theo đồi này, rồi là các loại rau của rau rừng này. Bác nhà, bác kia lên 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 lên. Anh em có nhu cầu thì cứ đăng ký và chia sẻ kênh của nhịp sống biên giới nhé. Đấy. Đây các bác nha, tôi là cũng hơi phê nhưng mà bây giờ gà đây, đây cá này, ao cá này, gà này, anh em đang ngồi đông say nên nó làm đấy, một bát cá này trà này nha, còn ở trong kia là đang nấu nồi cám lợn, đấy, nồi cơm ấy, nồi lợn là theo số điện thoại của nhịp sống biên giới, tôi sẽ liên hệ và mọi người nhá. Ông này quạt còi mà ông cũng ác nhỉ. Đây chúng tôi ăn bây giờ cũng hơi phê rồi đấy, mà mùi thì cũng theo rất là nhiều. Nhất là với cái loại rau rừng này, lá mà khẹt này, lá mà khẹt này, chống sâu răng nha, loại này chống sâu răng nha mọi người nhá. Lá này này, lá này bác nào mà đang gọi là cái vấn đề ABC kia mà nó hơi mỏi gối thì các bác tăng cường loại lá này nhá. Ai mà đang chưa có con trai ấy, các bác cứ tặng cầm cái lá này vào. Uống bằng bát này. À lúc này uống rượu bằng cái
cái chén này, nhưng mà bây giờ là mình chuyển sang dùng cái bia, cái bia này hơi nóng. Ừ, lại sắp nặng nếu mà một quẹt